Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của cả nhà. Mình tới địa điểm thăm bẫy cả nhà ơi. Bây giờ mời cả nhà cùng với mình đi thăm bẫy cắn nha. Cái đầu tiên các bạn, thời tiết lúc này nắng các bạn ơi, cũng sắp mưa đó. Mình cho em trái dưa leo bổ sung nước nha cả nhà. Chỗ nào mình đã quên tiêu ta. Lần đầu tiên nó dễ quên lắm bạn ơi, lần thứ hai mình mới nhớ dai. Còn mình đặt mà cái lần đầu tiên mình đi thăm mày hay bị quên lắm. Không có em nào hết, hình như chuột chết thì phải, chuột còn bạn ơi. Đi coi thử đây, kiểm tra cho kỹ đây. Chuột còn nha, mới ăn có chút xíu lúa à. Chết chuột nóng quá. Nãy giờ ba cái không dính con nào bạn ơi. Cái là cái thứ tư. Thấy im lìm quá bạn. Chuột còn luôn bạn ơi. Coi cái còn lúa không? Hết lúa luôn rồi. Cho em bịch lúa, cho em miếng dưa leo bạn. Trời lúc này cũng nắng quá, không có dưa leo em ăn em chịu nổi đâu bạn ơi. Đây trong bụi tre các bạn, gai không bạn ơi. Bạn thấy không? Tre gai nhiều lắm. Nè. Gai. Dài không? Dạ. Nó móc. Chuột còn bạn ơi, chuột còn, lúa còn luôn. Cho em miếng dưa leo nữa được rồi. Này mới có 10 giờ các bạn ơi, mà nó nắng kinh hồn luôn. Đây tới là cái thứ 7 các bạn. Rồi mất tiêu rồi. Ồ, nó công nhận độc thiệt, hay thiệt tơ. Đặt tuốt trong đó vậy mà nó thấy nó lấy các bạn ơi. Mắc rồi bạn ơi, mắc hết một cái rồi. Chưa dính con nào nó mắc rồi. Ông nào mà độc thiệt ta, hay vậy. Bái sư luôn. Đặt vậy mà cũng lấy được. Quá trời bẫy tạ lúc này hay quá bạn ơi. chỗ đó im lắm mà, ngay ngã ba luôn. Có khi nào dính gắn vô lấy mình không ta? Cũng có khả năng các bạn à. Gì cũng có khả năng của nó. Rồi, tiếp tục bạn ơi, đến đường. Ở đây mình đặt hai cái mà cái chú kia nó nói có thằng kia nó vô nó lấy của mình hết một cái các bạn. Còn có một cái nha. Không biết chắc nó lấy trái chỗ thằng kia quá. Đây nè, nó lấy cái đây mà bạn ơi. Cái này mất tiêu. Nó lại nó lấy cái này nè. Kia mình đặt thuốc bên này nè. Cái chú đó cũng thật thà lắm bạn. Chú hồi nãy mình nói chuyện. Bữa trước bữa sau nó vô nó ăn cắp mà. Nãy giờ mắc hai cái các bạn, vô dính được con rắn nào chưa bạn ơi. Bữa nay thấy đuối đuối rồi các bạn. Tình hình này thấy đuối đuối rồi đó. Dính con rắn là cái gỡ nợ rồi các bạn ơi. Chuột còn bạn ơi. Cho nó một trái dưa mới được. Góp máy bạn ơi. Em ở bên Hòa Tú 1 á. Dạ. Đặt chị lâu ngày mới ở gì? Dạ ăn tuần mới lại một lần. Vậy là nó vô đây nó lấy một cái. Ừ, nó lấy một cái. Dạ. Bà mới đi ngày hôm qua này. Dạ. Mới về ngày hôm qua. Bà đi đẳng. Dạ. Bà đi ngày hôm qua. Ở gần bãi rác của anh. Bên bãi rác bên đó thì nhà bà ấp dưới cánh này. Dạ. Xuống về ruộng nè. Dạ. Mà đường bãi rác á. Dạ, biết rồi. Thôi vậy thôi em đi thăm nó. Ừ, đi thăm. Dạ. Dạ. 11 cái các bạn, mất hai cái rồi đó. Gần nửa vàng 7 các bạn ơi. Mình đặt 25 cái mà nãy giờ chưa chín con nào chứ các bạn. Mất hết hai cái, buồn quá. Vàng 7 mới không bạn. Chưa còn luôn bạn ơi. Dính con gì vậy bạn ơi, nặng rồi bạn ơi. Hậu hành hậu ngựa gì đây. À, một em hậu hành. Em hậu hành này cũng có lý các bạn. Em hậu hành đầu tiên luôn nha. Mình làm có hôm một nha bạn. Em này chắc cũng khoảng 4 lạng bạn. Cái hơi ốm. Rồi thôi để mình thăm cái kia luôn, mình bắt ra cho bạn coi cùng lúc luôn nha. Quá nắng. Chỗ này là chỗ cái nhà quan các bạn. Ta bỏ bàn. Trời ơi, cái bẫy này sao nó bị kỳ ta. Nó bị lật qua đây nè bạn. kỳ vậy nghe. Ủa con chuột đâu ta? Mất tiêu con chuột bạn ơi. Kỳ cục với trời. Mất tiêu chuột mà hôm thì bị gài lại cho kỳ thấy ta. Không có hiện tượng gì hết trơn à. Kỳ cục vậy. Trời ơi. Kỳ vậy nghe. Có khi nào sảy rắn không ta? Sảy làm sao mà sảy được? Thôi kệ đi bạn ơi, mình đặt lại đi. Trước sau rồi nếu sảy thì trước sau gì cũng chín ha. Thôi mình tắt máy nha bạn, đem ra ngoài chỗ mát tắt bạn ơi. Đây là món hành đầu tiên các bạn, để mình bắt ra cho bạn coi nha. Con này cũng nhỏ bạn ơi, khoảng 400g. Nhưng mà cái dài bạn, con này dài bạn. Tính chạy hả con? Em đầu tiên các bạn. Con này làm gì nó manh động dữ vậy ta? Đĩa tùm lum cho bạn ơi. Rồi thôi mình bỏ vô túi lưới nha bạn. Vô được con. Túi lưới mini bạn ơi. Một em. Mười mấy cái bạn. 12 cái à. 12 cái mới dính đường con. Hy vọng dính thêm vài con nữa các bạn xem cho sướng mắt nha. Rồi thôi mình ốp máy các bạn, vô chuột rồi mình đặt lại đi thăm cho bạn xem nha. Mới lại mình nhìn thấy cái cảnh tượng này nữa các bạn. Cháy xém hết trơn các bạn ơi. Cái bẫy mình chắc cũng banh hết rồi. Không biết còn cái xác không. Mất tiêu luôn, còn gì nữa đâu. Đó, mình đặt đây nè bạn. Đó, mình đặt đó đó. Bữa nay là thiệt hại 3 cái đó nha bạn ơi. Chạy hết trơn cả con khu này. Hết ham. Mới khai trương đầu năm hả các bạn. Kiểu này thấy quải chợ đậu. Đội sáng giờ cũng nó sạc háng luôn bạn. Rồi tiếp tục các bạn. Than thở cũng vậy à. Mất rồi. Có con gì bự lắm các bạn ơi, đẻ cứt một bãi luôn mà. Cái này chắc chắn phải ngựa quá. Trứng tươi nữa bạn thấy không? Hổ hành bạn ơi. Hổ ngựa. Nó ăn cái bọc mình không thấy vậy các bạn. Vú đầu ra nè. Con này cũng nhỏ không bự bạn. qua bên kia mình bắt bạn ơi. Cho bạn coi nha. Trời ơi, nhỏ xíu bạn ơi. Con này 3 lạng. Rồi thôi để mình bắt ra cho bạn xem. Để cứt tên này, chống mặt của mình. Tưởng đâu cắn to lắm, hay giờ nhỏ xíu à. Để mình lấy cái chân chống cái mình quay bắt ra cho bạn xem nha. Nó xíu mà dữ quá bạn ơi. Mổ cành. Chạy hả con. Chạy nữa bạn. Kênh của mình nè bạn. Kênh đi đâu. Chạy đi đâu con. Dữ rồi. Dữ ta, đục cái đầu mình luôn. Dữ mày. Con này cũng được các bạn. Con này cũng được bạn ơi. Không nhỏ. Khoảng 4 lạng. Khoảng 4 lạng nha bạn. Hai con nha. Con hổ ngựa với con hổ hành các bạn. Được. Cũng được. Rồi thôi để mình ốp máy nha bạn nha. Rồi đi thăm tiếp quay cho bạn xem nha. Hy vọng dính thêm vài em nữa to bự hơn này chút nha. Quá phê bạn ơi. Nó là lưỡi luôn. Nắng gì đâu mà nắng. Kinh hồn. Ủa cái bẫy mình đâu rồi ta. Có lẽ có người mượn rồi sao thật à. Mất rồi bạn ơi. Trước mình đặt ở đó nha bạn. Cái chân hướng tay mình đó, vô đó đó. Các người ta đi ấy, ta cắt cỏ gì ta lấy các bạn ơi. Xui gì trời, 4 cái rồi. Kỳ cục à. Mắc bẫy hoài. Quẩy à. Làm lại đuối đó các bạn. Không có thời gian làm nữa bạn. Mắc kiểu này hoài. Hết bẫy. Wow. Tình hình này có bộ căng quá à ta. Bẫy tặc lúc này. Dữ à. Đây cái nữa nè bạn. Cái này cũng bị lấy luôn bạn ơi. Trời trời, cái gì kỳ cục vậy. Đúng là mình dùng những cái từ ngữ. Chẳng lẽ mình chửi người ta nè. Quái thiệt. Chưa từng thấy luôn. Mắc thêm cái nữa rồi. Cô này 2 cái, mắc 2 cái luôn. Gì mà tham, thấy sợ được chạy. Chưa từng thấy. Ôi. Xong xà bông à. Căng dữ rồi bạn ơi. Còn cái nữa. Còn cái bên bờ tre hả bạn. Nói rồi, có anh em nào mà có theo dõi á. mà ở cái khu này nè mà có theo dõi kênh Bẫy Rắn Sóc Trăng á, thì còn cái bọ tre anh thì lấy luôn nha các bạn, lấy luôn đi cho nó khỏe. Đuối quá gì đâu mà mắc hoài, làm thì làm đi, không chịu làm. Tối ngày gình gình ăn cắp của người ta không quái. Thôi mình ốp máy bạn ơi, nắng quá trời rồi, chịu hết nổi rồi. Các bạn nghe tiếng gì không các bạn? Đó là tiếng của cái cây tre nó cọ nhau, gió đó các bạn. Nó gió lên rồi đó. Ót ác có nào nó sập cái nó đè mình luôn rồi. Thôi còn cái bạn ơi, còn cái bên kia á, đúng mình nói đó. Đuối quá, đuối quá. Bữa hổm ở đây còn nước nữa, giờ khô queo rồi bạn ơi, khô queo rồi. Có con kinh này nhanh ghê. Mùa rồi mình cũng đã ở đây nha bạn. Ở đây có cây gáo nè bạn, nè trái gáo nè, trái nhóc hết trơn luôn mà nó rụng không ai ăn nha bạn, thúi hết. Rồi à không phải, xin lỗi bạn ơi, tưởng đâu ta đốn tre anh ta lụm của mình nữa chứ, mắc bẫy cái ám ảnh luôn bạn. Mắc bẫy cái ám ảnh luôn rồi, nhà nước ơi, lấy thiệt nữa không. Còn bạn ơi, nặng không đây? Nặng rồi bạn ơi, có víu con gì không ngựa quá, hay là cái cây, không phải bạn ơi, cây nó đè, cây đè. Chuột còn, lúa hết luôn bạn. Rồi thôi để mình vô mồi mình đặt lại các bạn ơi. Đây là cái dè ong nè các bạn. Cái dè ong mật nè nha. Người ta lấy rồi các bạn. Nó nằm ở trên cái gốc, trên cái cây này là to này nè. Hiện tại thì nó vẫn còn đóng các bạn. Xa quá không biết quay các bạn có thấy hay không. Ở trên cái đây nè, cái cảng này nè. Để mình zoom lại cho bạn xem nha. Đó, thì cái cảng này nè bạn. Ổ này bự lắm nha bạn. Tại vì người ta bắt nó rồi á, giờ nó vẫn còn làm lại nha. Mệt quá các bạn ơi, nhưng mệt chút xíu, mời các bạn uống nước nha. Là nước đó lạnh các bạn. Quá trời đuối các bạn ơi. Sáng mình có đem theo bánh tét nữa các bạn. Bánh tét nhân đậu nha, mời các bạn ăn nha. Ngon các bạn ơi, nếp dẻo, đậu nó mềm đó, có mỡ nữa mà bỏ miếng mỡ vô này. Còn cái cuối cùng các bạn ơi, cái này nó là kết thúc luôn. Cái luồng bẫy này các bạn, chắc mắc rồi quá, thiệt tình mất rồi. Còn bạn ơi, tưởng mất này trứng lỏng không gì bạn ơi, trứng lỏng rồi, chuột chết luôn rồi bạn ơi, mình cũng hết chuột luôn rồi. Nãy thảy hết một con chứ không thôi vừa đủ chuột rồi, để lại đi bạn ơi, để lại đi rồi lần sau cái gì đó mình thăm mình lấy cho mình cho chuột. Để mình tổng kết ngắn cho bạn xem nha, được có 2 con rồi bạn ơi. 2 con, con hổ hành, con hổ ngựa các bạn, con hổ hành với con hổ ngựa. 25 cái bẫy các bạn ơi, mất 5 cái, ghê hồn thiệt trời quá. Mất gì đâu, mất quá trời mất. Rồi thôi mình xin phép clip lại đây các bạn. Chúc tất cả các bạn xem clip vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.